Chùa Phật Tích còn gọi là chùa Vạn Phúc, là một ngôi chùa nằm ở sườn phía nam núi Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trong chùa có tượng Đức Phật bằng đá thời nhà Lý lớn nhất Việt Nam. Chùa Phật Tích được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa ngày 28 tháng 4 năm 1962 của Bộ Văn hóa. Theo tài liệu cổ thì chùa Phật Tích được khởi dựng vào năm Thái Bình thứ tư tức năm 1057 với nhiều tòa ngang dãy dọc. Năm 1066, vua Lý Thánh Tông lại cho xây dựng một cây tháp cao. Sau khi tháp đổ mới lộ ra, ở trong đó bức tượng Phật A-di-đà bằng đá xanh nguyên, khối được dát ngoài bằng vàng. Để ghi nhận sự xuất hiện kỳ diệu của bức tượng này, làng đổi tên là Phật Tích và rời cả lên trên sườn núi. Trải qua thời gian, chùa Phật Tích bị tàn phá nặng nề. Vào thời Lê, năm 1686, chùa được xây dựng lại với quy mô rất lớn và đổi tên là Vạn Phúc Tự. Nhưng rồi vẻ huy hoàng và sự thịnh vượng của chùa Phật Tích cũng chỉ tồn tại sau đó được gần 300 năm. Kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ và chùa bị tàn phá, hư hỏng nhiều. Khi hòa bình lập lại năm 1954 đến nay, chùa Phật Tích được khôi phục dần. Năm 1959, Bộ Văn hóa cho tái tạo lại ba gian chùa nhỏ làm nơi đặt pho tượng A-di-đà bằng đá quý giá. Tháng 4 năm 1962, nhà nước công nhận chùa Phật Tích là di tích lịch sử văn hóa. Sau đó, nhân dân trồng phía sau chùa một khu rừng với trên 1 vạn cây thông và cây bạch đàn và trồng ở trước cửa chùa vườn cây ăn quả. Cho tới nay, chùa Phật Tích có 7 gian tiền đường để dùng vào việc đón tiếp khách, 5 gian bảo thờ Phật, Đức A-di-đà cùng các vị tam thế, 8 gian nhà tổ và 7 gian nhà thờ mẫu. Lễ hội chùa Phật Tích thường được tổ chức trong 3 ngày, từ mùng 3 đến mùng 5 Tết âm lịch hàng năm. Nếu bạn có dịp hãy cùng bạn bè, người thân cùng đến Vạn Phúc Tự này để lễ Phật và chiêm ngưỡng ngôi chùa hùng vĩ nghi này nhé.
Thank you.